Vâng, và em chào tất cả các bác nha. Hôm nay em về được một con ma răng hồi gỗ rất là đẹp, BM84, công suất là 290W. Với một thiết kế rất là đẹp và ngầu và công suất khỏe, đánh những dòng loa châu Âu hoặc là đánh JBL, là chơi những dòng loa Nhật như là những dòng loa Pioneer 180A, những dòng 933, những dòng Bass 30 đổ lại vân vân. Các bác chơi tốt những dòng loa JB nha, các bác JB rất là hay, tiếng ngọt ngào, đặc trưng của dòng Marang BM. BM em nó chạy mạch quét class A nha các bác. Và đặc trưng của dòng BM84 này, công suất khỏe thì em đã nói rồi, và nó tích hợp luôn có lo nét cho các bác nha. Lo nét là âm thanh nổi, nó sẽ làm cho âm ly chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và dễ chơi và dễ grip hơn. Có chỉnh bass và chép. Đây là volume tổng, đây là volume ba lăng chỉnh cho hai vế. Đây là cái logo, khi bật đèn nó sẽ sáng lên nha các bác. Vâng vâng, có tất cả các tính năng. Con này rất mới, rất đẹp nha, giá là 12 triệu đã bao gồm phí ship. Bác nào sưu tầm con này thì alo cho em, nó rất là mới nha. Đây các bác thấy phía trên còn đầy đủ tem cờ nha. Hồi gỗ rất đẹp nha các bác. Với công suất này thì các bác thoải mái chơi những dòng loa Bass 30, loa châu Âu, những dòng loa BVK, là những dòng loa nếu mà nghe nhạc vàng, nhạc cổ thì các bác đánh với dòng loa Anh Quốc thì chơi Richten hoặc là chơi Tăng Noi, chơi vân vân, đều rất là tốt. Anh Quốc, loa Mỹ đều đánh tốt nha. Với công suất khỏe 290W và điện 100V, trở kháng rộng là 4-16 ohm. Hai cổng kết nối phono được màu vàng vân vân. Hai cầu loa AB hoặc A cộng B, và đây là phía sau của em nó. Và tí nữa là em cùng các bác đi đến phần bên trong của con ly này. Nó khá là khủng nha các bác. Trang bị là cấu hình là 4 tụ lọc nguồn và một cái tăng phô đốc này. Hình như con này chạy tới 12 sò nha các bác. Rất khỏe nha. Rồi nói chung là tổng hình thức và ngoại hình dáng dấp của nó thì đẹp tuyệt vời rồi. Nó rất là nặng nha các bác. Nặng trịch này. Này các bác thấy phía trên này. Đấy, nét chưa? Nét căng ấy. Đây là những cái chỗ chúng ta chuyển kênh tín hiệu này, hay là chuyển kênh tín hiệu kéo được AUX thì chúng ta chuyển qua AUX. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem. Đây là hình thức của nó khi chúng ta nhìn trực diện vào này, rất là ngầu nha các bác. Được thiết kế rất là hài hòa, bốn nút bốn bên và một cái màn hình trên giữa này, rất đẹp. 12 triệu các bác liên hệ cho em chuyển qua hai số điện thoại trên. Nếu chuyển còn đủ thì em sẽ bớt 300.000, còn 11.700.000 vẫn bao ship cho các bác nhé. Máy đẹp tuyệt vời nha các bác. Vâng, và đây là bên trong của con Amly. Em đã tháo ra từng chi tiết cho các bác cùng xem. Đây là phần hai ốp gỗ hai bên. Đây là phần bên trong. Em nó sở hữu là 4 tụ lọc nguồn, 2 tụ lớn và 2 tụ nhỏ nha các bác. Và đây là cái tăng phô nguồn to rất bảy đúc nha các bác. Đây là phần tản nhiệt và công suất đấy. Nguyên zinc và mới tinh thế nha các bác. Những con như thế này thì các bác sưu tầm rất. Vâng, xin được mến chào tất cả các bác nha. Sau đây em sẽ quay chi tiết con Marang dòng âm ly đài đến từ Mỹ, Marang 2238B. Em đã quay và đã báo hàng về ở video trước. Thì đây là video chính thức em quay và giới thiệu và mời các bác chiêm ngưỡng vị điệp của em nó. Em nói giá là 14.500.000. Các bác cân đối và các yêu thích thì liên hệ cho em. Đây, em mời các bác xem đồ đẹp nó nha. Đây là vỏ gỗ. Các bác nào yêu thích sự đẹp và trưng bày đẹp trưng của dòng 2238B, nó sẽ có một cái gọi là phiên diện rất là đẹp. Mặt tiền được thiết kế là CNC nổi ra và đèn nền là đèn màu xanh rất là đẹp. Các bác thấy tất cả nút nấm được bắt kim cương nha, ánh hào quang lên này. Em mé chắc từ bến về nha các bác. Nó mới và nó rất là đẹp luôn nha. Em này thì đánh hai cầu loa AB hoặc A kèm B, và có điện áp là 120V. Đây nó là hàng Mỹ nên nó sử dụng điện 120. Các bác cắm điện 100 thì cũng xài được, nhưng mà các bác cắm 110, 120 là ok. 100 thì nó hơi yếu nhưng nó vẫn hát. Chỉnh là bass chép, đều là có hai vi tinh chỉnh phía trong, chỉnh bên trong và chỉnh ngoài luôn nha. Đặc trưng của dòng Marang, nó rất là dễ phối ghép và cho âm thanh rất là ngọt ngào và chơi tốt với dòng loa Nhật, loa Mỹ và loa châu Âu. Đặc biệt đánh loa Mỹ và những dòng loa cổ rất là hay. Chỉnh được bass nha các bác, và tiếng mic có nghĩa là tiếng lời ca sĩ này, và tiếng chép là giá cao. Đây là cái selector chỉnh cầu đường tín hiệu vào. Đây là hai cầu loa chúng ta nha, quấn hai cầu thì nhấn luôn hai cầu vào, còn quấn cầu thì nhấn cầu thôi. Đây là ba lăng chỉnh trái phải này. Đây là cái chỉnh đài này các bác.
bác nào sưu tầm thì alo cho em nha. 14.500.000 là cái nút power đấy. Thì mình tắt đi, nó sẽ dài như thế này, bật cái bật lên. Ôi xôi rồi, rất là đẹp luôn, ngắm khâu rất là đã nha con. Rồi em đi đến mẫu gỗ của em nó, thì các bác xem chọn cái sản phẩm, những sản phẩm em quen và đều chi tiết cho các bác ở xa có thể xem được sản phẩm mà các bác đã chốt. Thì đây là con 2238B về trong ngày nay và sáng nay em quay luôn để các bác cùng xem. 14.500.000 nha các bác, đã bao gồm phí ship, bác nào chiên khoản đủ thì em sẽ bớt 300.000, còn 14.200.000 đấy. Thì có gì em đã nói rõ ràng hết rồi, các bác mà mình cân đối được thì mình alo cho em chiến nha. Máy thì máy tuyển không, toàn những em làm hàng tuyển cho các bác, nên là thường thường nó sẽ không bao giờ có số lượng nhiều đâu, không phải là hàng lô hoặc mà mua lô đâu, nên em mua tuyển từng con về để phục vụ các bác. Đây là hai cầu loa, các bác thấy độ đẹp xuất sắc của nó, có cổng út luôn nha các bác, út này, nó có rễ út ở đồ này, wick này. Đây là cái cổng đường tín hiệu kém CD, còn cổng phono là kém đĩa thang nha các bác, xài đĩa thang mới kém cổng này. Em này thì công suất dư dủ chơi những dòng loa RIB Bass 30 hoặc là những dòng loa Nhật Mỹ Âu không quan 200W điện 120V.